Trần Hưng Đạo nhận toàn bộ trách nhiệm về việc vụ chìm du thuyền trên sông Bạch Đằng khiến gần 500.000 khách du lịch Mông Cổ thiệt mạng. Vận động viên bơi lội Ít Kiều lập kỳ tích phá kỷ lục trên đường đua xanh tại kỳ Olympic đang diễn ra. Ngô Quyền chỉ đạo việc cắm cọc trên sông Bạch Đằng để đo mực nước thủy triều. Nguyên nhân khiến Lạc Long Quân và Âu Cơ chính thức đường ai nấy đi là gì? Có hay không chuyện Mỹ Châu cãi lời bố để theo người yêu là Trọng Thủy? Trào lưu xăm chữ sát thát nở rộ khiến giới trẻ thích thú. Đụng độ trên biển có nguy cơ xảy ra khi tàu lạ đâm nát chiến thuyền của nhà Thanh. Nguyễn Trãi tung MV Bình Ngô đại cáo gây sốt cộng đồng mạng. Văn Tế nghĩa sĩ Cần Duộc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 12. Dự án công trình Thành Nhà Hồ tiếp tục bị treo. TikToker Lê Tương Dực nói gì sau lễ trao giải nickname ngộ nghĩnh nhất là vua lợn? Khi Việt Nam là siêu cường quốc đứng đầu thế giới, đây là MC Billy của kênh Dòng Máu Việt. Lúc đấy thì các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mỹ nghèo nàn lạc hậu kia, anh Mỹ nào mà bắn được tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học thức, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào những đoạn hội thoại để tăng thêm độ chơi và đẳng cấp. Sự trong sáng của tiếng Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mỹ đi du học Việt Nam. Báo chí Mỹ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mỹ bị méo mó. Các ca khúc Mỹ bây giờ trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát thì mới trở thành hit được, đại loại như anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, tay đâu nào, tay đâu chân tay đâu, vân vân. Người Việt lúc này đi du lịch thì rất là sướng, sang Mỹ thì tiêu tiền Việt 5 đồng thoải mái, 1.000 là có thể mua được một cái bánh hamburger to uỳnh. Thả xu 200 đồng vào máy là mua được một chai Pepsi, 10.000 đồng là mua được một cái túi LV, 1 triệu đồng là có thể mua được vài cái iPhone đời mới. Những tờ tiền in hình Bác Hồ tràn ngập ở các nước trên thế giới, vì thế không ai là không yêu Bác Hồ cả. Các rạp chiếu bóng của Mỹ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinagood, là kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang. Phim nào mà có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé ở tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là siêu người mẫu Ngọc Trinh. Các bộ phim do cô gái xinh đẹp này thủ vai là chủ đề hot bàn tán của các bạn trẻ ở Mỹ, Hàn Quốc và khắp nơi trên thế giới. Selena Gomez thì lu loa lên là mình sắp được đóng phim cùng nam tài tử nổi tiếng Trường Giang, nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì trong phim cô này chỉ được xuất hiện có 2 giây vai quần chúng. V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao thế giới. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League nhờ có sự tỏa sáng cầu bộ ba hủy diệt Ronaldo, Công Phượng và Messi. Sông Lam Nghệ An dù đã phá kỷ lục thị trường chuyển nhượng khi mua siêu tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai về đá cặp cùng với Mbappe nhưng cũng không nên cơm cháo gì. Nghe nói năm sau, đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vì kênh K Cộng đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh. Ai muốn xem phải mua gói premium với giá thuê bao lên đến hơn 30.000 đồng Việt Nam một tháng. BitVN chính là kênh thông tin phủ sóng toàn thế giới. Kênh 14.vn là trang báo điện tử hàng đầu thế giới. Các trang tin tức như CNN, BBC v.v. muốn dẫn thông tin đều phải ghi nguồn kênh 14 ở dưới mỗi bài viết. Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinasuki đã mua lại 2 tập đoàn Honda và Hyundai, FPT thâu tóm 70% cổ phần Microsoft. Ông Nguyễn Từ Quảng, Tổng Giám đốc BKAV có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Đại học Harvard. Trong buổi nói chuyện của mình, ông đã đưa ra dự định mua lại Apple của Mỹ. Việt Nam trúng thầu hơn 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó, Việt Nam quyết định thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản và lâm sản. Hà Nội vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhân tài hàng đầu thế giới với số sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học Việt Nam hiện khoảng hơn 30 triệu người. Đại học Văn Lang chính là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới. Đàn ông Việt Nam vì không thể theo đuổi được các cô gái người Việt danh giá đã phải qua cưới các phụ nữ ở các nước kém phát triển hơn như Nhật, Hàn, Mỹ, vân vân. Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm mang nhãn hiệu Ít Kiêu cho Nhật Bản và Vương quốc Anh. Mùa mưa năm sau, thành phố Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Thế vận hội Olympic. Môn thi nổi bật sẽ là bơi giữa phố cổ. Dép lào, áo ba lỗ và mũ cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ sẽ tràn ngập ở các sàn catwalk ở Paris và Milan. Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỷ giữa Coca-Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi công ty Dr. Thanh. Chuỗi nhà hàng KFC trên thế giới bị thay thế bởi các cửa hàng bún chả. Nike, Adidas tuyên bố phá sản vì không cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi Thượng Đình. Thương hiệu giày Việt Nam này cho tới nay đã bán được hơn 900 triệu đôi. Nhóm hài Pháp TV với các tác phẩm của mình đã đoạt giải Oscar cho thể loại phim ngắn. Vinh Dâu đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Huỳnh Phương đạt giải thành tựu trọn đời.
Sơn Tùng MTP lần đầu tiên đoạt giải Grammy với album Nơi Này Có Anh. Đàm Vĩnh Hưng chính thức trở thành thần tượng mới thay thế các idol ở Hàn Quốc. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc thì lập tức hơn 2 triệu fan cuồng nhiệt đứng chờ sẵn từ 2 tuần trước nhào tới bu lấy anh, hò hét, khóc lóc, kêu gào tên anh. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi sân bay trong vòng vây của hơn 1.000 nhân viên bảo vệ, có rất nhiều fan ôm nhau khóc sướt mướt. Các bạn trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc viết lên trán câu nói bất hủ: nếu thế giới phản bội anh Đàm thì chúng tôi sẽ phản bội cả thế giới. Nếu thế giới là một lớp học, Trung cuối không làm bạn thất vọng đâu. Mỹ sẽ là lớp trưởng, là ông giàu nhất lớp, có bố chuyên buôn hàng nóng và mẹ là đầu nậu dầu hỏa. Nói chung là mâm nào cũng có phần ông Mỹ này dính vào. Trung Quốc sẽ là lớp phó tự phong, không ai bầu nhưng tự phong mình là lớp phó. Cũng là một ông nhà giàu, nhưng hầu hết cả lớp không ai ưa vì có tính tham lam và hay bắt nạt những bạn yếu hơn. Được cái là nhà đông con nên làm gì cũng lấy số lượng đè chất lượng. Ước mơ của Trung Quốc là làm lớp trưởng thay cho ông Mỹ. Ông Trung Quốc này còn có tài copy y chang bài của người khác nhanh như chớp. Nga, có bố mẹ buôn bất động sản nên nhà cửa đất đai bạt ngàn, lạnh lùng cô độc nhưng không ai dám động kể cả lớp trưởng. Có tật xấu là hay say sưa, uống vodka như nước lọc. Pháp là bạn chí cốt của Mỹ, là dân chơi rất đỏm dáng, mỗi lần đi học là xịt nước hoa nồng nặc. Đã từng rất hổ báo nhưng sau khi bị Việt Nam lấy số thì trở nên ngoan hiền hẳn, giờ không đánh nhau chỉ đi tán gái. Anh, mấy trăm năm trước từng làm lớp trưởng, dẫn đầu lớp môn English, thích tự kỷ một mình, không chơi cùng hội với bọn cùng bàn, ăn theo lớp trưởng và suốt ngày đòi nghỉ chơi với mấy đứa bạn thân lâu năm. Triều Tiên, thích chơi một mình, suốt ngày mang hàng nóng ra dọa lớp trưởng. Iran, đam mê muôn lý, trong lớp chỉ lo lúi húi nghịch làm giàu uranium bất chấp trên bảng giáo viên đang dạy cái gì. Đức, trước đây là học sinh cá biệt, hùng hãn nhất lớp, giờ thì nghe lời ông lớp trưởng rồi. Ý, đẹp trai, tính tình phóng khoáng, nhà lại có shop hàng hiệu nên hay được mấy đứa con gái trong lớp bu xung quanh. Trước cũng hổ báo thích đánh nhau, nhưng đánh trận nào thua trận đó nên giờ ngoan hiền hẳn. Israel, thông minh và học giỏi toán nhất lớp nên giữ chức lớp phó học tập, nhưng hơi có tính keo kiệt, không cho ai copy bài hay mượn tài liệu bao giờ, vì thế nên cũng bị mấy bạn nhà giàu trong lớp rất ghét. Venezuela, con bé này hiện là hoa khôi của lớp. Ả Rập Saudi, có thể là một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên chưa ai nhìn thấy mặt nó bao giờ. Nam Phi, ông này rất khoái đánh răng, răng trắng nhất lớp, lúc nào cũng có tuýp kem đánh răng PS trong cặp. Singapore, lớp phó lao động vệ sinh, ông này giữ vệ sinh rất kỹ, tính khó chịu, đừng bao giờ nhai kẹo sinh gum với hút thuốc trước mặt hắn, hay vẽ bậy lên tường, coi chừng hắn ghi tên vào sổ đầu bài đó. Thụy Sĩ, con của thầy hiệu trưởng, được cầm quỹ lớp, bé hạt tiêu không bắt nạt được ai nhưng cũng không ai dám bắt nạt. Ấn Độ, nhà đông con sau mỗi ông lớp phó tự phong, thích xem phim dài tập, xem từ khi học mẫu giáo đến lúc dâu dài tới rốn mà phim vẫn chưa xong, có biết tài làm ngưng động hoặc làm chậm thời gian slow motion. Ai Cập, giỏi môn lịch sử và xếp gạch xếp hình nhất, còn mấy môn khác thì mù tịt. Hàn Quốc, đội trưởng của nhóm nhảy trong lớp, tuy nhiên nhóm này mặt đứa nào cũng giống nhau y chang. Thái Lan, ông này giới tính linh hoạt, lẫn lộn khó hiểu. Nhật Bản, ông này cũng con nhà giàu, nhưng được cái lễ phép, chào hỏi bạn bè mà cũng cúi gập đầu. Việt Nam, nhỏ con nhưng khá liều, đánh nhau như cơm bữa với ông lớp phó tự phong. Đã từng hạ đo ván dân chơi xịt nước hoa và lớp trưởng, giải tán cả nhóm nhảy của bạn Hàn Quốc, rồi còn phi dây tăng vào trước cửa nhà bạn Thái Lan. Hiện nay thì đã hòa đồng rồi, gặp ai cũng kiếm kèo để chơi nên được bầu làm bí thư chi đoàn. Cứ giờ ra chơi là ông Việt Nam với ông lớp phó hay đem tàu ra hồ cá cạnh lớp mà nghịch, tạt nước các kiểu. Khi học sinh ảo game mà thi môn lịch sử, đây là MC Billy của kênh Dòng Máu Việt, bài kiểm tra lịch sử của học sinh lớp 7C này. Xin phép được che tên học sinh và tên trường. 2 điểm, lời phê của thầy giáo. Anh chả hiểu cái gì cả, chơi game vừa thôi. Rồi, đề bài, giới thiệu về hoàn cảnh lịch sử trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Bài làm, trước năm 1945, quả thực nước ta khá nghèo. Đúng rồi, trước là 4 năm nghèo đúng rồi. Rất là nghèo, và thời đó thì người ta chủ yếu là đi xe Honda. Lấy đâu ra? Chủ yếu là đi xe Honda cũ, lèo tèo chỉ có vài con Exciter. Ôi nhầm rồi, Exciter ở đây gọi là tạm được, mà nghe đâu cũng chỉ có khoảng 20 phân khối thôi. Gì vậy? Sao thế nhỉ? Thời đó thì đa số là không có wifi, lúc đấy điện chả có, lấy đâu ra wifi. Nhà nào giàu lắm thì mới có mạng 3G. Mạng 3G thì chậm hơn cả con rùa rụt cổ. Thật luôn. Em tin chắc thời đó mà chỉ chơi MU thì chỉ có nước đứng nhìn. À, đường truyền kém đây.
còn lâu mới đác lót lên cấp 8 được. À, nhân vật trong game MU, quái vật như Gargon, Kun gì đây? Kundun thì chỉ có xin chết. Em thấy thời đó thì ít tốn tiền điện hơn so với bây giờ cả 5-600 ấy chứ. Tuy là nghèo vậy đó nhưng toàn nhân dân ta đã... Để lật sang xem tiếp nào. Nhân dân ta đã làm gì đây? Đã đứng lên dẹp tan quân xâm lấn để giành độc lập. Quân Trung Quốc tuy đông nhưng mưu mẹo. Ê, thời năm 1945 thì làm gì có quân Trung Quốc ở đây? Quân Trung Quốc tuy đông nhưng mưu mẹo thì thua ta nhiều lần. Ví dụ như anh chim sẻ đi nắng. Ui, quanh đế chế à? Chim sẻ đi nắng cũng đủ sức thắng tên Chen Long trong tựa game AOE trong chưa đầy 10 phút. Từ đó em mới thấy dân ta quá giỏi. Ôi dồi ôi, xong rồi, ông này ảo game nặng rồi. Vừa rồi trên đất Thường Châu, Việt Nam ta đã chiến thắng tất cả để vào chung kết. Tuy nhiên cú đánh đầu lạnh lùng của các cầu thủ phía bên Uzbekistan, sao lại có cả đá bóng ở đây nữa, ở phút 1-20 đã làm bao trái tim ngừng đập. Wow! Thế là hết giấc mơ màng chấm dứt. Thật đáng tiếc. Dạ, rất đáng tiếc là bút em đến đây cũng đã hết mực. Em rất muốn viết nhiều nữa nhưng cũng đành chịu. Bó tay. Việt Nam là đất nước giàu có và an toàn nhất thế giới. Đây chính là một câu cảm thán sửng sốt của một anh Tây khi lần đầu sang Việt Nam du lịch. Đang đi bộ trên đường phố, anh Tây giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe máy cũ nát nhưng trên xe chở đầy đô la Mỹ. Anh sửng sốt về kể với những người bạn trong nhóm du lịch của mình. Dân Việt Nam họ rất giàu có và ở đây quá an toàn. Họ chở rất nhiều tiền nhưng chỉ đi một mình và không có người bảo vệ. Chả bù ở đất nước chúng ta, vận chuyển nhiều tiền thế này thì phải cho vào xe thùng và xe cảnh sát thì chạy hai đầu để áp tải. Sau vài ngày, anh Tây này có kết bạn với một thanh niên người Việt Nam. Anh Tây cũng kể lại câu chuyện trên cho người bạn Việt Nam nghe. Anh người Việt Nam cười sặc sụa và nói với anh Tây: ở đất nước chúng tôi là thế đấy, bình yên và an toàn lắm, cứ vô tư đi bạn nhá. Kiểu người thứ nhất đi nước ngoài hơn 20 năm. Chào tất cả mọi người, mình là Johnny Đặng, nổi tiếng là King of Plane. Nếu các bạn chưa biết tới thì bây giờ có thể ra mình giới thiệu sơ về mình. Mình là một người thợ bạc. Kiểu người thứ hai đi nước ngoài được 2 năm. Vốn là mọi người rất là tự hào bởi vì tiếng Việt. Đó là một trong những điều mà Tràng tự hào nhất khi mình trở thành một người phụ nữ ở Việt, à, một người nghệ sĩ ở Việt Nam và là một người phụ nữ Việt ở trên đất Mỹ. Vỗ tay! Kiểu người thứ ba đi nước ngoài được 6 tháng. Ồ, thấy em làm sao mình coi video riêng đó các bạn. Bên này có thấy nè, cho em mượn đeo cái coi. Trời ơi. Ồ, đây mình coi không làm nha. Trời ơi các bạn. Kiểu người thứ bốn đi nước ngoài được gần 1 tháng. Mi đang phải discuss với lại cả đối tác. Ok. Cái vụ meeting ngày mai ấy mà mình sẽ bàn và sẽ nói chuyện trong lúc ăn lăn nhé. Ok. See you again tomorrow. Này. Nhớ mua hộ lọ mắm tôm nhé. Kiểu người thứ năm đi nước ngoài được 2 tuần. Thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mà people make it complicated. Nên là mình cứ enjoy cái moment này. Tác với mọi người nhiều hơn và sẽ xem nào, có một số những cái hoạt activities nào đó. No! No! Kiểu người thứ 6 đến nước ngoài được 1 tuần. I remember that. Oh! One week. Xa Việt Nam 1 tuần lần đó. No! Hello everybody. Good to meet fire. Wake up rất là sớm. And about 3 a.m. 3 giờ sáng đó. Xong để đi ra airport. Bye! Kiểu người thứ 7 đi nước ngoài từ năm 1975. Nói bằng tiếng Việt. Tại vì nói bằng tiếng Anh là sợ những người Mỹ không hiểu. Vậy đội quân voi chiến của Việt Nam thời xưa có phải mạnh nhất hay không? Vì voi chiến một số nước khác cũng rất mạnh, nước nào cũng tự hào mình là nhất. Vì thế thời xưa, họ tổ chức một cuộc thi để so bì xem đội quân voi chiến của ai là mạnh nhất, voi của ai khỏe nhất và thông minh nhất. Các nước cử đại diện để thi đấu với nhau. Cuộc thi đầu tiên là đua voi. Voi của ba nước Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ đều về đích cùng một lúc. Vì vậy, tất cả các nước khác về đích sau đều bị loại. Cuộc thi đấu voi chiến giờ chỉ còn Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Phần thi thứ hai là làm sao để cho con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Ấn Độ gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té.
Thái Lan mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album thì nó vẫn chỉ nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và không tốn kém, đấm thật mạnh vào chỗ ấy của con voi đực. Thế là nó nhảy như điên. Việt Nam giành chiến thắng nhưng hai nước kia không phục, đòi thi lại. Thử thách được đưa ra là làm sao cho con voi lắc đầu. Thái Lan và Ấn Độ đều cố cập đầu con voi mà lắc, làm đủ các kiểu mà vẫn không được. Việt Nam nhẹ nhàng đi ra bình tĩnh nói vào tai con voi: "Mày có muốn ăn đấm như hồi nãy nữa không?" Con voi sợ lắc đầu như điên. Việt Nam giành chức vô địch, đối phương thua tâm phục khẩu phục. Kênh Dòng Máu Việt xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Roi Mây Việt, giúp trẻ em có một tuổi thơ thật xúc động. Mặc dù trên thị trường hiện tại đã xuất hiện rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ cha mẹ trong quá trình dạy con, tuy nhiên Roi Mây Việt vẫn luôn là sản phẩm bán chạy nhất, được các bố các mẹ tin yêu và an tâm khi sử dụng. Hiện tại mặt hàng này đã xuất xưởng được hơn 1.000 chiếc, bán chạy nhất vào các dịp tháng 12 và tháng 6 tổng kết học kỳ. Sau đây là một số feedback của các khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm Roi Mây Việt. Đóng gói kỹ, cây dài lắm, ăn bóc xong mấy bé ngoan hẳn, tiếng vụt nghe rất chân thực. Roi dài hơn tưởng tượng, cắt đôi dùng vẫn ngon. Roi to đầm, to bằng ngón tay trỏ, vút tiếng nghe rất đã tai, độ nảy tốt. Có điều vỏ ngoài nhiều sơ quá tốt không hết, cầm không đã lắm. Roi mây nhẹ, chắc chắn, đánh kêu vun vút, nghe rất uy tín. Nên mua các bố các mẹ nhé, chắc chắn không thất vọng, giao hàng nhanh. Roi mây cầm rất chắc tay, đặt mua hôm cháu rất hư, nhưng dạo này cháu ngoan rồi nên chưa có cơ hội sử dụng, hy vọng sẽ có dịp test thử. Dự án Thế Kỷ đưa Việt Nam thành siêu cường du lịch top 1 thế giới. Bước đầu tiên là xây tượng rồng lớn nhất thế giới ở Hồ Gươm, Hà Nội. Du khách chỉ được lên đầu rồng để chụp hình nếu sưu tập đủ 7 viên ngọc rồng từ 1 sao đến 7 sao bằng cách chụp selfie với từng viên ngọc khổng lồ. 7 viên ngọc sẽ nằm rải rác ở 7 tỉnh thành của Việt Nam. Viên 1 sao nằm ở Tuyệt Tình Cốc, Hải Phòng. Viên 2 sao nằm ở Hang Sơn Đòn, Quảng Bình. Viên 3 sao nằm ở Cầu Vàng, Đà Nẵng. Viên 4 sao nằm ở Tháp Bonker, Đà Lạt. Viên 5 sao nằm ở tòa nhà Landmark 81 thành phố Hồ Chí Minh. 6 sao nằm ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Viên 7 sao nằm ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Sau khi được đứng trên đầu rồng để có tấm ảnh để đời, du khách có thể tiếp tục khám phá Việt Nam để sưu tập đủ 12 con giáp. Ngoài rồng, các con giáp khác nằm ở 11 tỉnh của Việt Nam, những nơi không có ngọc. Tượng chuột lớn nhất thế giới nằm ở Bảo tàng Điện Biên Phủ ở Điện Biên. Tượng trâu lớn nhất thế giới nằm ở quần thể Tràng An, Ninh Bình. Tượng hổ lớn nhất thế giới nằm ở đồi chè Vạn Đảo, Nghệ An. Tượng mèo lớn nhất thế giới nằm ở cung điện Cố Đô, Huế. Tượng rắn lớn nhất thế giới nằm ở thác Dương Long, Bình Định. Tượng ngựa chất liệu bay được nằm ở núi lửa Chư Đăng Gia, Gia Lai. Tượng dê lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Cà Phê, Đắk Lắk. Tượng khỉ lớn nhất thế giới nằm ở đảo Khỉ, Khánh Hòa. Tượng gà lớn nhất thế giới nằm ở núi Bà Đen, Tây Ninh. Tượng chó lớn nhất thế giới nằm ở bờ biển Vũng Tàu. Tượng heo lớn nhất thế giới nằm ở vườn quốc gia U Minh, Cà Mau. Sau khi sưu tập 12 con giáp lớn nhất thế giới, du khách có thể tiếp tục khám phá 44 tỉnh thành còn lại của Việt Nam, những nơi không có ngọc rồng cũng không có con giáp. 44 tỉnh này phân nhóm thành cụm 12 chòm sao của 12 cung hoàng đạo. Ai mà đi đủ hết 63 tỉnh thành sẽ được phong tặng danh hiệu công dân danh dự của Việt Nam. Mẹ của em làm nghề TikToker, em cũng rất thích nghề này vì thấy mẹ được chơi điện thoại cả ngày mà không lo bị ai mắng. Sáng mẹ em được ngủ đến 9-10 giờ mới dậy, buổi trưa thì mẹ không nấu cơm, mẹ thường xuyên gọi ship đồ ăn về cho cả nhà. Nhưng mẹ phải quay video và chụp ảnh xong xuôi hết, đến lúc đồ ăn nguội thì bố con em mới được phép ăn. Thỉnh thoảng, mẹ gọi em vào quay clip cùng, khi điện thoại bắt đầu quay video thì mẹ nhẹ nhàng hỏi em: "Con thân yêu của mẹ thích ăn món gì? Thích đi chơi ở đâu không?" Nhưng quay xong, em đòi thì mẹ bảo bận lắm để hôm khác. Có những lúc em thấy mẹ cầm điện thoại nhìn chằm chằm, cả ngày chỉ lẩm bẩm: "Sao nó mãi không lên nhỉ? Sao lại dừng rồi nhỉ? Sao lại cảnh báo vi phạm nhỉ?" Rồi chốc chốc mẹ lại hét lên: "Ôi triệu view rồi, ôi giời ơi!" Những lúc như thế, em thấy mẹ em rất ngầu, vừa vỗ tay, vừa ôm bố con em vui sướng. Nhưng bố em lại bảo rằng: "Sau này mày mà làm TikToker giống mẹ mày thì đừng gọi tao là bố nữa."